Hello anh em ha, tối chủ nhật ngày 12 tháng 6 nha anh em Em lên cho anh em xem top 4 em máy ACO Mỹ nha mà Top này khoảng tầm gần 4 tháng nha anh em Chẳng lên ký nha, trên 2 ký hết á Mấy con này qua cửa nẹo xịn xò ok hết rồi đó Anh em màu mang về kiếm con trống nào mà uh, may độ xịn xịn nữa ha Tướng dáng cho đẹp về, về pha mấy con này là rất là ok luôn cỡ nèo ngon lành rồi nha anh em chống là em đã để dành cho những cái anh mà anh đặt trước rồi nha anh đặt trước rất là lâu rồi từ khi mà anh gà khoảng tầm một tháng là anh đã đặt rồi anh chuyển khoản đủ hết rồi nên những con gà đó là em để dành cho mấy anh đó anh nuôi anh mang đi thi đấu hết chỉ còn mái thôi tất cả là chỉ còn mái thôi còn trống là mấy anh mang đi thi đấu hết rồi Tại những con gà em đã pha như vậy là, em để cho thi đấu không á Clip sau là còn tới 7 con gà là gà tầm 5-6 tháng lận á Toàn gà mái thôi nha Rồi bốn con này thì em để giá hướng nghị nha bốn con này em để giá 2 triệu rưỡi nha Rất là đẹp, dáng cán rất là đẹp nha anh em Chào anh em